Dạ, xin chào tất cả các anh chị mình quay trở lại kênh con ha. Thì đầu tiên là hôm nay là cũng chúc các anh chị mình buổi sáng nhiều sức khỏe luôn. Thì trong sáng hôm nay thì cũng lên các anh chị mình một cái video mai giống nhỏ nhỏ, cũng như là giới thiệu các anh chị mình một vài cái cây mai Tết mà dạng cỡ lớn ha các anh chị. Đây, hàng này thì hôm nay thì con lên cây này đi. Cây này đúng ra là khách họ đặt là hồi lúc khoảng chừng tháng 9, tháng 10 gì đó. Nụ thì nó chưa có bự, mới có bắt đầu mà làm nụ thôi. Đây thì cây thì nó tới nay rồi nè. Đấy, lúc đó thì người ta bảo là chờ ngày cọc, nhưng mà chờ tới chờ lui thì chờ tới nay thì chưa chưa có thấy đâu. Rồi hẹn tới hẹn lui thì nói chung là nó nằm tới hiện tại bây giờ luôn. Thì con cũng báo lại thông số của anh chị mình luôn cái cây này ha. Thì cây này hoành hoành á, hoành ngay chỗ này là 24 nha anh chị, hoành 24. Bệ đế này là 80 nha anh chị. Cái đế nè, cái đế của cái cây này của anh chị mình xem nè, một cọng rễ của nó thì từ khoảng ngón tay út trổ lên đây cái rễ nha của anh chị, còn mới có rễ nó bự như ngón tay cái nè, tứ diện hoành đều ha. Đằng cây này thì đúng ra là nó có cái đế, cái thế cái đuôi đằng sau nè, cái giót đuôi đằng sau đây, nó nằm ngay chỗ này, đây là một cái giót đuôi. Dạ, và cái này là chiều cao ha, chiều cao cây này là khoảng gần 8 tấc ha, tán ngang nụ cành đều. Cái này cây siêu bông mình lợi nha các anh chị, nụ rất là no mập tròn nha. Rồi thì cây này thì con cũng báo giá lại của anh chị mình y chang như cái giá lúc trước con báo luôn ha. Thì cây này là 4 triệu là bao ship của anh chị mình luôn ha, cái này là giá cứng luôn nha các anh chị. Thì của anh chị mình cứ xem kỹ, còn thôi thì có thể nếu mà có anh chị mình ở thành phố Hồ Chí Minh á, thì nếu mà cái tới ngày 25 26 là con lên thì có anh chị mình có thể là xem trực tiếp cây luôn. Mà có anh chị mình nếu mà có đặt trước thì vui lòng cọc giùm con đủ cái phí ship tiền xe. Nếu mà ở trong những cái khu vực mà con có thể liên hệ xe được nha anh chị, trong khoảng bán kính 200 km nha. Những khu vực xa hơn thì con không có nhận, không có nhận gửi nha anh chị, thì xe lúc đó là nó rất là xa ha. Cái này thì 4 triệu đã bao ship của anh chị mình luôn rồi ha. Đây thì báo lại thông số nha, hoành cổ 24 là hoành ngay chỗ này. Đế cái độ tròn của cái đế này nè là 80 nha anh chị, 80 cm nha. Đấy là nó rất là rộng nha, gần là cả mét nha anh chị, 80 thì còn 20 nữa là nó bằng cả mét. Thì cái này là bộ đế nó rất là dữ luôn. Đây chậu này là chậu lọt lòng là 4 tấc, cao là khoảng gần 8 tấc nha anh chị, chứ không được 8 tấc nha, tại vì ở trên đây là con cắt đó, cắt bỏ rồi ha. Đây nụ tròn tàn danh, cái này cây siêu bông mình lợi nha anh chị, giá 4 triệu bao ship ha. Cây nó đẹp hơn mấy cây 2 triệu 2 triệu 2 rất là nhiều nha các anh chị. Đây, cho các anh chị mình xem. Giờ đây thì con cũng giới thiệu các anh chị mình thêm vài cái cây mà hàng siêu bông mình lợi với Sài Gòn mà nhận chơi Tết ha, dáng thân lắc lượng cho các anh chị mình thấy. Đây nguyên cái lô cây thì này là có 4 cây nha các anh chị, có 4 cây. Thì cây này hôm qua giới thiệu với anh chị mình rồi nè, cây này là cây siêu bông Sài Gòn nè. Đây, chứ không phải là mình lợi ha, mình lợi là ba cây kia, quấn dây băng màu xanh ha, đế thì như vậy. Thì hoành đế là từ khoảng 19-20 hết nha anh chị. Cây này hoành 20 nè, cây Sài Gòn nè. Còn bên đây là ba cây siêu bông mình lợi cho anh chị mình thấy ha. Mấy cây này vàng nụ nó ok rồi, út nút đế thì nó cũng quái đẹp nha các anh chị. Đây, vàng nụ thì nó ok, rất là đẹp, nụ rất là nhiều luôn cho anh chị mình thấy đây. Đó, mấy cây này đồng giá là 2 triệu 2 hết luôn nha các anh chị, đồng giá hết luôn ha. 4 cây nha các anh chị. Đây cây Sài Gòn, cây này cây bình lợi nè, cây bên đây cây cũng cây bình lợi luôn. Đấy, lãi lá ra mần cỏ ra cho nó sáng lên cây ha. Đấy, có cây này bung trấu rồi nè đó. Đây thì cái này thì ship đường xe trực tiếp nha các anh chị, cái này con không có ship có thùng nha các anh chị, mình cứ xem kỹ kỹ cái cây nha. Đấy thì bên đây là cây Sài Gòn. Đấy, cây 1 2 mã số 3 là coi như là 4 cây ha, cái này mà Sài Gòn mã số 4 đi. Rồi mỗi cây đều ghép 5 bo đều hết nha anh chị, ghép là từ khoảng 10 tháng hết. Đây nụ rất ốc nút nè, nụ no tròn nha anh chị. Nhưng mà về của anh chị mình có thể mình mấy cái đọt này nè mình cắt bỏ nha. Thì cái này là giống như là bây giờ là con để sẵn vậy luôn, chứ con không có cắt, về của anh chị mình cắt ha, cắt bỏ để cho bắt đầu nó ôm nó gọn cái nụ lại cho cái bông nó đẹp hơn nha anh chị. Mình không cắt thì mấy cái đầu này nè, mấy cái đầu này chắc chắn là ra lá nha anh chị, chứ không có bao giờ ra bông được cái đầu này, nên có anh chị mình cắt bỏ hết cho nó ôm cái cây nó đẹp mình hơn. Rồi thì báo lại thông số của anh chị mình ha, mấy cây này thì hoành nó chừng 18-19 thôi đó, cây này hoành 19 nè, cây này hoành khoảng 18 thôi, nó nhỏ nha anh chị. Đây, nhưng mà đế thì nó cũng tương đối khá, nó trên lệch không có nhiều ha. Cây này hoành 20 nè, cây này hoành 20 nó to hơn.
đồng giá là 2 triệu 2 bao ship của anh chị mình luôn. Hàng siêu bông mình lại F2 chơi Tết nha, con chị ghép 10 tháng ha. Chọt ghép rất là bự rồi. Ví dụ mà mấy cái chọt này nè, để vô ngón tay út con nè, mình thấy là cái chọt nó ghép bự hơn ngón tay út rất là nhiều rồi nha. Hàng đã làm mà chơi Tết thành phẩm rồi con chị. Đây ha. Còn đây thì ơi con chị mình xem cái cây siêu bông mình lợi mà mới lại lá mấy bữa nè con chị, nhưng mà nó bung đụng rồi nè, bung xanh hết luôn nè. Cây này cũng siêu bông mình lợi luôn nha con chị, nhưng mà có một cái là nó bị khôn lớp da bên, cái này con bôi keo nè, nó bắt đầu nó liền da qua dần 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 ha, chứ nó không bị lỗ nha con chị. Cái này da nó còn mạnh, giống như là bị khô lớp da ngoài thôi, bắt đầu nó kéo dần dần qua. Đấy, chân xanh nó bung nè. Đấy, ha, ha. Cây siêu bông mình lợi nè, cũng lô nguyên lô F2 đó luôn ha. Mà cây này thì nói chung là nó hơi bị nó lớp hết miếng da ha, lớp hết miếng da. Nhưng mà cây này thì đúng ra là nụ nó sẽ ngon hơn tất cả mấy cây ở ngoài đó luôn ha. Nụ nó ngon hơn tất cả những cái kia, nó đẹp hơn ha, cứng hơn anh chị, xương rồi nó cứng hơn mấy cây ở ngoài ngoài luôn. Nhưng mà tàn thì nó cái tán ngang nó tròn hơn, tại vì cây này là đã bo tàn sẵn á, bo tàn sẵn rồi anh chị, nên cây rất là lực, lực cây luôn ha, cũng là siêu bông mình lợi luôn anh chị. Giờ đây thì còn mớ cái hàng mà siêu bông Sài Gòn lấy bo ha anh chị, này là hàng đang lựa cho khách nè, đang gửi cho khách đây. Hàng bông thì này nó nở tá lả tùm lum hết trơn rồi. Bông thì trên mặt cây luôn của anh chị mình xem ha. Đây, cây thì nói chung là cũng có nụ nha anh chị, nhưng mà có một cái là nụ lớp gà nó không có đạt, không nụ nó dạng nó nhỏ. Bông thì của anh chị mình có thể cắt lấy bo xong rồi nó cũng coi mặt bông được, nhưng mà bông nó chủ yếu là đi bông 1, bông 2, bông 3 ha. Chứ một nụ nó ra mà bông 4, 6 thì nó ít nha anh chị, tại nụ nó còn hơi non á. Cái loại này thì hàng siêu bông Sài Gòn, toàn là siêu bông Sài Gòn hết luôn nha anh chị, không có loại khác nha. Đây mà này của anh chị mình lấy một cặp là 200 bao ship đối với cái loại kích cỡ này ha, cái này hàng chậu. Dạ thì cuối clip thì cũng giới thiệu với anh chị mình mấy cái hàng mà mình lợi mai giống 50.000 thôi. Mấy cái này thì đúng ra là lớp rài thì cây nó không còn được cao hung nha anh chị, nó cao vừa vừa thôi, cao chưa được gang tay nha. Thì này là 50.000 một cây, nói chung là cuối năm thì bán giá xả thì 50.000 anh chị, 5 cây bao ship của anh chị mình ha. Cây thì nó tàn tàn vậy thôi nha. Nhưng mà nó đã già cơ nha anh chị, già cơ đọt rồi. Về mình chăm sóc thì thêm phân vô cho nó đi đọt. Đọt mới đó, cây vậy đó, 50.000 cây, 5 cây bao ship, có tặng cô anh chị mình một cây mai giống nha. Thì lớp gà là đồng giá anh chị, đồng giá luôn. Thì cô anh chị mình cứ xem hết cái loại nào cũng được thì cứ đồng giá 50.000 cây, 5 cây bao ship, đủ đơn hàng 250 có tặng cô anh chị mình cây mai giống nhỏ. Nhưng mà cây mai giống nhỏ thì chính xác là không có được đẹp nha. Cái này con nói trước là hàng đó là hàng nói chung là con để lâu rồi, nó bị hơi bị rụng lá tí xíu rồi, con gửi tặng cho anh chị mình luôn. Thà là bán cần có khoảng 20-30 ngàn thì thôi con tặng cho anh chị mình luôn ha. Đây cho anh chị mình xem, hàng này là hàng siêu bông mình lại 50. Đấy, tất cả các giống khác cũng 50 luôn, nhưng mà lớp gà nhị ngọc toàn thì lớp gà là con cũng đang hết hàng nha anh chị, thì anh chị mình có thể chọn những giống khác nha. Đấy, con anh chị mình cứ xem. Thì cuối clip thì cũng lên của anh chị mình thêm vài cái mã số vậy thôi, với những cái hàng mai giống mà 50.000 thì của anh chị mình thấy được cái mã nào thì mình cứ chọn ủng hộ giùm con ha. Và cuối clip thì bây giờ là con còn ít cái hàng cúc lá rí đây ha. Cúc lá rí cây ghép 3 bo, gốc hoành là từng khoảng 11-12 cây, in y chang như hình vậy, 260 cây bao xíu của anh chị mình luôn á. Đồng giá nha con chị, đồng giá, hoành chừng trên là chừng hoành 10-12 thì cây nó cũng có củ đế khá ha. Còn bên đây thì có mấy cái hàng mà siêu bông thiết tứ quý nha con chị, của vườn anh Thiết á, cái giống này là của vườn anh Thiết á ha. Đấy, củ đế vậy nè. Đây, chỉ có 300.000 thôi. Đã bao ship của anh chị mình luôn, tàn nhánh bo rất là nhiều. Còn cỡ bên đây là 260 nè, cũng bao ship của anh chị mình luôn. Bên đây thì có cây đế quái hơn. 350 ha. 350. À, hàng siêu bông Thiết ha. Dạ, cuối cùng là một cây siêu bông Sài Gòn, mần cỏ ra thấy nó sáng nha anh chị, chứ cái đế thì nó vẫn là bự, không thẹo không gì hết nha. Đế đẹp lắm á, cây này nè, nó hoành là khoảng 13 nè, bo nhiều, siêu bông Sài Gòn nha anh chị, 350k bao ship ha. Rồi thì hôm nay thì con lên một số cái loại giống vậy đó, rồi anh chị mình xem được mã nào á, hoặc là những cái giống nào thì mình có thể là đặt hàng qua số máy là 0963 210 936, gọi nhắn tin đều được ha. Cái này cô anh chị mình lướt ngang kênh á, cho con một lượt like, một lượt đăng ký kênh phát triển hơn. Nhưng mà cô anh chị mình
cần đóng góp ý kiến gì đó, mình có tìm giống mới gì đó, mình có thể là comment phía bên dưới hoặc nhắn tin trực tiếp cho con ha. Nhưng mà dạo rài thì cuối năm thì con cũng công việc hơi nhiều đó, thì nếu mà có gì mà chậm trễ hoặc là tìm cây trễ đó thì hoặc là trả lời tin nhắn chậm thì cô anh chị mình cũng thông cảm giùm nha. Tại cuối năm rồi ha, cũng lo cái hàng đi Tết thì cô anh chị mình cũng thông cảm giùm. Cuối cùng là cũng chúc cô anh chị mình một buổi sáng nhiều sức khỏe. Hôm lại cô anh chị trong cái giờ sau, và xin chào tất cả cô anh chị mình ạ. À.